Xin chào tất cả các bạn đã đến với lễ trao giải âm nhạc nhí 2002 và anh Gia Vô ghi được đồng hành với các bạn trong đêm chung kết hôm nay. Và để mở đầu chương trình, xin mời quý vị các bạn đến với tiết mục Trạng Tí Do câu lạc bộ Anna thể hiện. Em xin chân cảm ơn câu lạc bộ Anna đã mang đến cho chương trình một tiết mục thật tuyệt vời hôm nay các bạn nhé. Và để các bạn không phải chờ lâu, sau đây bạn xin công bố từng hạng mục giải thưởng sẽ có trong chương trình trao giải đêm nay. Chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức sẽ công bố ba hạng mục giải thưởng âm nhạc nhí 2022, bao gồm các giải giải nhất, giải nhì và giải ba. Quý vị các bạn thân mến, cuộc thi âm nhạc nhí 2022 như một hành trang tiếp thêm sự tự tin cho các bạn nhỏ. Mong rằng các bạn sẽ luôn tỏa sáng và có nhiều cơ hội tìm hơi đam mê của mình nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với giải ba. Xin chúc mừng Minh Châu, số báo danh 223 và nhì đã thuộc về Bảo Nhi, số báo danh 106. Vâng, thưa quý vị, Bảo Nhi là một trong những thí sinh duy nhất đại diện cho khu vực miền Trung đến tham dự cuộc thi. Hãy dành một tràng pháo tay để khích lệ và cổ vũ cho quận sở hữu giọng hát đặc biệt này. Đã đến giây phút quan trọng nhất trong lễ trao giải nhạc nhí 2022. Bạn thân Bảo Anh đang rất hồi hộp, không biết ai sẽ là quán quân trong đêm chung kết. Quý vị và các bạn không phải chờ đợi lâu hơn nữa. Và bây giờ, bọn em sẽ công bố quán quân của cuộc thi âm nhạc nhí 2022 đã thuộc về bạn Hà Giang. 131 đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn thí sinh để chiến thắng một cách thuyết phục. Xin mời bạn lên sân khấu nhận hoa phần thưởng của ban tổ chức. Lễ trao giải âm nhạc nhí 2022 đã khép lại và để lại nhiều cảm xúc khó quên. Hy vọng rằng các bạn nhỏ sẽ lưu giữ cho mình những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt hành trình tuổi thơ của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình âm nhạc nhí 2023. Xin chào và hẹn gặp lại.